Xong chưa? Được rồi. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay trong clip của ngày 15 tháng 3 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một vị khách hàng đến từ Hải Dương. Bác mua một chiếc quạt đấy của Mỹ hay của gì nhỉ anh nhỉ? Của Ý. Vâng, thì bác đi rất là nhanh và cũng thử sản phẩm cũng rất là nhanh chóng, nên những vị khách hàng không muốn lên hình, cửa hàng cũng xin làm một clip ngắn như vậy để thông báo lên kênh của mình và cũng là hình thức quảng cáo bán hàng trên kênh YouTube. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn còn những chiếc quạt Ý, những chiếc quạt của Mỹ thì có gam màu vàng, đồng. Thì những vị khách hàng đều ưng ý và yêu thích những thiết bị như dòng sản phẩm cổ bên cửa hàng cung cấp. Vậy vị khách hàng đến từ Hải Dương cũng đã lựa chọn một chiếc. Bác đi rất là vội, cửa hàng chưa cập biết bác lấy mã số gì. Vâng, nhưng cửa hàng vẫn làm clip thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết những sản phẩm như những chiếc quạt trông rất là nhỏ như vậy nhưng có giá thành rất là cao thì cũng được những vị khách hàng chốt đơn rất là nhanh. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.